Nhìn tớ nè. Ôi, đấy, thấy chưa, thấy chưa? Ôi, đấy. Đẳng cấp đấy à ta bạn. Đẳng cấp gì? Bây giờ nhìn thấy em đó này. Ôi, trời. Ôi. Ngày xưa tụi con gái bọn mình ấy rất hay chơi trò này các bạn ạ. Mà ấy, cái trò này có rất nhiều tên gọi. Người ấy thì gọi là giải mốt này, người thì gọi là que mốt này, người ấy thì gọi là cỗ chắc này các bạn ơi. Không biết là bây giờ các bạn còn chơi cái trò này nữa không. Trò này của con gái nhưng mà tớ cũng biết chơi. Nope. Nhìn tớ đây này. Bọn con gái có trò chơi chuyền nổi tiếng. Còn bọn con trai bọn anh ấy chỉ có chơi kiếm thôi. Nào là kiếm gỗ, kiếm tre. Mà đặc biệt nhá, bọn anh còn làm kiếm Minecraft bằng lá dừa cơ. Bây giờ đi kiếm lá dừa với anh đi. Úi dồi, anh ấy quả dừa kìa. Ngoặc đi, ngoặc đi. Mày hay nhờ. Trên lá thì có xin quả đâu mà ngoặc quá. Vẫn. Ôi, anh có đỏ ấy. Ui, không tớ rồi anh ơi. Được rồi. Các bạn ơi, mình ấy làm kiếm Minecraft bằng lá dừa nên là chúng mình ấy chỉ cần những cái như thế này thôi, đúng không anh có đỏ? Đúng rồi, lấy chỗ này là thao làm rồi Hà Tam ạ. Chọn cái nào đẹp mà Hà Tam ơi, anh lấy cái này. Em lấy cái này. Trời ơi, tắp luôn. Ủa, cái này của em mượn. Anh ơi, mà ngày xưa bọn con gái bọn em không có cái trò này đâu. Anh hướng dẫn em làm ấy. Trò này đơn giản lắm, bây giờ em nhìn anh này. Đầu tiên, mình sẽ rạch hai cái lá hai bên, để lại cái kia ở giữa. Hai cái lá hai bên. Ngày xưa em cũng làm nhưng mà bây giờ quên rồi anh gấu đỏ. Rồi, em rạch xong chưa? Rồi, anh cứ làm đi. Rồi, tiếp theo mình sẽ gập này. Gập vuông góc sang bên này này. Rồi, xong rồi cái này vắt sang. Ai, đơn giản thế thôi. Cứ tưởng là những cái kiểu gập gập như thế này là con gái giỏi mà con trai làm khéo phết. Xong rồi lên như này. Đó, rồi tiếp theo là cứ phải từ từ phải bóp bóp đã. Xong rồi vắt lên. Thế này em nhớ rồi anh ạ. Nhớ xong chưa? Xong rồi sang, đấy. Cứ nối tiếp làm như thế đúng không anh? Đúng rồi, cứ nối tiếp. Bao giờ làm thẳng tắp lên đây. Đây là thành một cái kiếm Minecraft quá đẹp luôn. Trời ơi. Tiếp theo này, lại gặp lên này. Lên tiếp này. Đơn giản lắm. Rồi lại sang này. Nhưng mà vấn đề là mình phải gặp vuông góc Hà Tam ạ. Nếu không lát nữa thành cái kiếm nó không đẹp đâu. Đúng rồi. Rồi lại lên này các bạn ơi. Đó. Tiếp tục. Làm gần trong cái kiếm rồi đấy à Tam ơi. Đây chính là kiếm Minecraft của mình các bạn ạ. Thiết kế tinh xảo, từng đường nét rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây chính là kiếm Minecraft của Hà Sam mới làm lần đầu tiên. Mình mới dạy Hà Sam cái mà Hà Sam làm được luôn các bạn ạ. Mà thậm chí còn đẹp hơn của mình luôn, nhìn này. Dài hơn kiếm của anh đúng không? Ôi còn dài hơn này. Hà Sam khéo tay hơn anh gấu đỏ. Wow. Đứt được lá sung này các bạn ơi. Đứt được lá sung nhưng mà cái kiếm của ta thì từ kiếm của anh sao? Đây này. Bắt đầu lại. Wow. Ôi cung mung luôn các bạn. Chứng tỏ là cái kiếm này nó cũng hơi dở với nhà chơi. Chỉ chơi được 1 hoặc 2 lần thôi. Thế lên ngày xưa mỗi lần bọn anh chơi, bọn anh phải gấp 10 cái luôn ấy. Ôi, thế á? Ừ. Trong lúc mọi người làm kiếm, em đã làm được một chiếc kèn siêu đẹp luôn anh ạ. Kèn trừng trâu đúng không? Đúng rồi. Mọi người anh cũng hay làm kèn như thế này nhưng mà bé hơn kèn này siêu to, siêu khủng lồ luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi, nhưng mà cái kèn trừng trâu này nếu mà vào cái kiếm này của em ấy là đứt đôi luôn. Đứt đôi luôn. Thử đi. Yay! Kiếm của bạn ơi, trời ơi. Ôi trời ơi, chỉ có kiếm gãy thôi. Kèn người ta làm chắc chắn lắm. Nhưng mà
tuổi thơ của em còn một trò chơi đặc biệt hơn anh ạ. Đó chính là máy bắn đá. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị 7 que đè lưới. Sau đó chúng ta buộc vòng chun 5 que lại tạo thành đố giày. Lấy 2 que đè lưới còn lại buộc một đầu vuông góc với 5 que trước đó. Chúng ta cần chuẩn bị một nắp chai nhựa. Sau đó dùng keo nến dán vào một đầu. Máy bắn đá. Anh tưởng là cái máy bay chứ cái máy bắn đá gì vậy? Không, máy bay phết. Trên trời thì có máy bay, dưới đất có máy bắn đá của con. Có cái chai ở đây, em sẽ bắn đổ cái chai này cho anh xem. Đổ được không? Okay. Phải thử. Anh phải đi ngồi gần đây không bắn vào mặt anh chứ. Nào. Đây bắt cả đạn luôn rồi các bạn. Ở đâu rồi? Anh ơi, ở Tiết ở đâu đây nè? Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Ôi, bắt cái đạn, anh đứng đây, anh đứng đây chặn đạn. Khi là em phải để như thế này thì nó mới bắn đổ được. Bắn đấy. Yeah. Máy này chắc là anh thử cho nào. Máy này chắc là máy hỏng rồi. Ê, các bạn ơi, dùng một tay trước vào đây đúng không? Bắn này. Đây đây, xem trúng chai không nhá. Lần này em sẽ bắn trúng cho bạn xem này. Yeah. Cái máy này của cò kể ra cũng chuẩn phết đấy các bạn ạ. Chỉ cần nhầm chuẩn là sẽ trúng. Cũng là bi, nhưng mà ấy, bọn em có trò chơi với bi bé như thế này. Con gái mà cũng chơi bắn bi á? Không, mà là trò chơi truyền bi về đích. Để làm được trò này, chúng ta cần chuẩn bị một thùng cắt tông, một số que tre. Sau đó, chúng ta sẽ dùng bút chấm các điểm ở mặt ngang của hộp. Dùng một cây kéo chọc thủng các điểm vừa đánh dấu. Dùng các que tre xiên ngang từ đầu này sang đầu kia của hộp. Chúng ta cần chuẩn bị thêm các nắp chai nhựa. Dùng keo nến dán vào các thanh tre. Nhìn đẹp đấy, mà. Tuổi thơ của anh không có trò này đâu à sao ạ? Đây nè, đầu tiên ấy, em sẽ thả viên bi này vào cái nắp chai cao nhất này anh ơi. Sau đó thì mình có thể di chuyển kéo ngang kéo dọc như này nè. Rồi. Cái trò chơi mà bọn anh là kiểu như là theo quả đá bóng á. Đấy, rồi bắt đầu là đổ bi xuống này, đổ bi này. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Xuống rồi. Bây giờ thì lại đổ xuống tiếp này. Rồi đổ xuống lắp lắp tím kia. Cứ đổ lần lượt nhé, đổ lần ai đúng không? Cần đổ. Ui, được rồi. Thịt trò ghê các bạn ạ. Đây, lại đến nắp xanh, Làm để cho nó có thể rơi được như vào cái nắp. Chết rồi anh ơi, nó rụng rồi. Dán bằng keo nến nhưng mà không chắc. Thế thì thôi em phải từ bóng tới chân em đổ hẳn xuống cái chanh như này xem được. Đúng rồi, làm lại. Để vào đây, để vào đây nữa. Lại nha, lại nha. Cái tím đúng rồi, nguy hiểm đấy anh ơi, nguy hiểm này. Thành công hay không? Được luôn. Rồi, xuống cái màu hồng nữa. Màu hồng này đó. Bây giờ em sẽ đổ vào cái nắp màu hồng dưới luôn này. Tớ cũng muốn chơi. Để co thử cho các bạn ơi, co thử xem. Rồi, cò đố cò vào được cái nắp màu xanh dương này. Rồi, quá đơn giản rồi, anh ạ. Rồi, bắt đầu nhá. À, đâu rồi? Mà em đổ thẳng xuống nhảy cốc luôn. Xuống vào luôn. Cố lên. Thử xem khả năng của mình đến đâu anh ạ. Cố lên. Đấy, một phát xuống luôn kìa. Tiếp tục xuống nắp tím. Rồi, cố lên. Nắp tím thì quá đơn giản đúng không cò? Rồi, bây giờ bắt đầu chuẩn bị đây. Ôi, có khi nào xuống được luôn màu xanh không anh nhở? Xuống luôn nè. Yeah. Quá giỏi luôn đúng không? Rồi xuống màu hồng. Xuống màu hồng. Rồi xuống màu xanh dương. Xuống này. Quá đẹp cơm luôn anh ạ. Cái máy này của Hà Sam tuy đơn giản nhưng mà chơi rất là chuyên trò. Đúng là trò chơi tuổi thơ có khác. Nóng thật đấy cò. Nhà mày có mất điện không? Ui dồi ôi, mấy hôm nay nhà nào mà chả mất hả anh? Tao suốt ngày mất điện đi nhỉ? Nóng nực. Mất điện, tự nhiên anh lại nhớ ra một trò chơi tuổi thơ. Nope. Trò chơi mà trong đó không cần dùng điện vẫn có quạt mát. Mát ơi là mát luôn. Anh nói như nào không cần dùng điện mà làm sao mà chạy được quạt? Thế mới gọi là trò chơi ngày xưa, đi theo anh. Chúng ta cần chuẩn bị một chai nhựa. Dùng kéo khoan một lỗ ở ngang thân chai,
một lỗ ở đáy chai và một lỗ ở nắp chai. Dùng một cánh quạt nhựa ở các đồ chơi cũ cắm một que tre vào. Dùng dây luồn vào trong chai và buộc que tre. Cánh quạt không cần dùng điện đây này coi. Không biết nó hoạt động như thế nào nhỉ? Giờ anh sẽ quấn vào cho em xem. À, em biết rồi, cái này chạy bằng cơm. Đúng rồi, ai biết. Bây giờ anh sẽ kéo cho em xem này. Mát lắm, mát lắm. Mát không? Bây giờ cho vào mặt em luôn. Mát lắm các bạn ơi. Anh ơi, kéo ra nó không bị đứt hả anh? Không, kéo ra rồi nó lại cuốn lại cả tao ạ. Ủa, nó cuốn lại xong anh lại kéo ra, nó lại cuốn lại. Đấy, em nhìn này. Mình chỉ cần kéo lại thôi. Lúc nào mất điện mình cứ ngồi này mình kéo ra kéo vào. Thế là mát rồi. Vừa tiện lợi này, mà vừa lại hiện đại mà không hại điện. Cái này đâu, hồi bé bọn anh làm mới đứa một cái, đi học cứ kéo thế này thôi. Lấy cứ kéo, mát ơi là mát luôn. Anh gấu đỏ, con ơi, anh gấu đỏ. Lạnh quá. Anh cầm đi. Lạnh quá. Lạnh thế này, em mang đá về đây làm cái gì? Em mang đá về đây cho bọn anh ăn đấy. Ăn đá? Tuổi thơ là cũng hay ăn đá lắm đúng không con? Hay là Hà Sam định làm món đá bào đấy? Không, em mua đá về đây thực ra em định làm món kem. Kem đá? Ui giời, kem đá. Kem đá ăn quốc tăng lắm, không ăn được đâu. Không phải là kem đá, mà là kem sữa đá. Làm kem này không cần tủ lạnh anh có đỏ ạ. Đầu tiên ta cần một cái túi ni lông kín như thế này. Sau đó ta đổ sữa tươi vào. Ngày xưa em hay làm kem này lắm hả Tam? Đúng rồi anh ạ. Mà anh thích ăn vị dâu, anh cho vị dâu vào. Anh thích ăn vị sô-cô-la thì anh cho sữa sô-cô-la vào. Anh thật sự không thành công ý. Ôi giời, yên tâm đi, thành công là cái chắc. Còn cái túi to này thì em sẽ đựng đá. Một túi đá luôn. Úi trời, đổ hết vào. Úi trời, nhiều đấy, nhiều đấy. Đây, tiếp theo ấy, cần phải thêm muối anh ạ. Muối vào đá để làm gì hả Sam? Để cho đá lạnh hơn anh ạ. Rồi, cuối cùng là lắc lên anh ơi. Em biết rồi, để cho kem nó vừa anh ạ. Úi trời, không được. Đấy. Làm cái kem mà mất một túi đá to như thế này với lại một túi muối nữa các bạn ơi. Thôi được rồi, này kem của em đây, cho vào đi. Ôi trời, kem này nhớ là phải buộc kín như thế này nha các bạn nha. Không là ai nó đổ ra ngay. Rồi, thả vào đây. Đúng rồi, mình cho tay vào đã lại cuốt luôn đúng không? Cuốt luôn đi anh ạ. Rồi tiếp theo làm gì hả Sam? Tiếp theo ấy là mình lắc trong vòng ấy 15 phút anh ạ. 15 phút. Cố lên, cố lên. Muốn quá anh ơi. Cẩn thận, cành kem trong tay nhà tao cũng đông rồi đấy hả Tam ạ? Cố lên. Đâu rồi. Ui, hơi bây giờ mềm không được cứng như ở trong tủ lạnh nhưng mà như thế này là cũng thành kem rồi đấy. Thử ăn xem là ăn được ngon không hả Tam? Wow. Ôi trời ơi, các bạn ơi. Ý quá thành đấy, kem luôn rồi. Các bạn ơi. Ôi giời. Ôi giời. Không bỏ công lắc từ nãy giờ 15 phút rồi các bạn. Đây nè các bạn ơi, nhìn nè, đông đặc luôn. Ui, để em thử trước. Em làm cái loại thử trước à? Ui, ngon lắm anh ạ, mát nữa. Rất là mát luôn. Kem tuổi thơ của Hà Sa mà. Ui, anh có đỏ cho anh thử miếng nè. Mát lạnh luôn các bạn ạ. Nhưng mà kem này đặc biệt là ăn, nếu mà ăn không nhanh là lại tan hết các bạn ạ. Chảy hết thành nước. Nhưng mà đặc biệt nó rất là mát anh ạ.
mà rất là tiện luôn, chỉ có vào trong vòng 5 hoặc 10 phút thôi mình lắc là đã có một cái ke kem mà kiểu như là siêu ngon như thế này rồi. Mì. Nhưng mà bây giờ có tủ lạnh rồi thì không ai làm như thế này nữa đâu Hòa Tam ơi. Đúng rồi nhỉ. Trời ơi, lâu lắm không chơi cái trò này ngứa hết người các bạn. Các bạn ơi, vậy là mặt trời đã lặn rồi. Ngày hôm nay thì chúng mình chơi hết mình với các trò chơi tuổi thơ của con trai và của con gái nữa các bạn ạ. Và các bạn ấy thấy trò chơi nào là hay nhất thì các bạn nhớ bình luận xuống bên dưới cho chúng mình biết với nha. Còn bây giờ, bye bye các bạn. Bye.